Xin chào các bạn, hôm nay trang sức em và tôi xin giới thiệu tới các bạn sản phẩm Jadeite vòng ngọc cẩm thạch. Jadeite vòng ngọc cẩm thạch được rất nhiều khách hàng yêu thích không chỉ bởi là món đồ trang sức cao cấp mà còn là vật phẩm phong thủy. Một số người quan niệm việc sử dụng ngọc cẩm thạch thường xuyên sẽ giúp tinh thần thư thái, giải tỏa căng thẳng và mệt mỏi. Nhờ những năng lượng tích cực được tích tụ hàng trăm triệu năm mà ngọc Jadeite còn giúp giảm các cơn đau trong cơ thể. Jadeite vòng ngọc cẩm thạch là món quà tặng ý nghĩa tới người bà, người mẹ của bạn. Cảm ơn các bạn đã theo dõi video của chúng tôi. Nhớ like, chia sẻ và ấn đăng ký kênh để nhận thông báo khi có video mới nhất. Nếu có góp ý hay bất kỳ câu hỏi nào, hãy để lại bình luận bên dưới. Hẹn gặp lại các bạn trong các video tiếp theo. Em và tôi trao trọn niềm tin, đồng hành cùng bạn.